Vâng, kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tổ bóng đá. Ngày hôm nay buổi sáng ngày 10 tháng 7, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những thông tin rất nóng. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã họp khẩn trước khi trận đấu này diễn ra, đưa ra một quyết định và chắc chắn khiến cho cả xứ chùa sẽ phải dậy sóng. Thế nhưng hậu vệ của đội tuyển U19 Thái Lan lại đang cực kỳ tự tin khi mà có một phát biểu trước cuộc đại chiến với đội tuyển U19 Việt Nam. Và thông tin cuối cùng chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn liên quan đến những quyết định vừa qua của trọng tài đã khiến cho những trận đấu tại V-League đã có sự ảnh hưởng rất lớn. Và đó là những thông tin chính trong bản tin của Tổ bóng đá ngày hôm nay. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với phần thông tin chi tiết. Vâng, thưa quý vị và bạn, vào lúc 20 giờ ngày hôm nay, ngày 10 tháng 7 thì đội tuyển U19 Việt Nam sẽ có một cuộc đối đầu có thể nói rằng vô cùng quan trọng trước đội tuyển U19 Thái Lan để quyết định cho cái tấm vé tiến tới vòng bán kết. Và đương nhiên bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ cùng xem trận đấu giữa đội tuyển U19 Indonesia và Myanmar sẽ có một kết thúc như thế nào. Hiện nay thì sau 4 lượt trận, đội tuyển U19 Việt Nam của chúng ta đã có 10 điểm, cũng giống như Thái Lan. Thế nhưng chúng ta đang xếp hơn họ nhờ chỉ số phụ. Vì vậy mà trong trận đấu này chỉ cần có một kết quả hòa thôi là chúng ta sẽ có được cái tấm vé tiến tới vào vòng bán kết. Thế nhưng hiện nay với rất nhiều người, và đặc biệt ở đây đó chính là huấn luyện viên Đinh Thế Nam, trước khi trận đấu này diễn ra, sát ngày diễn ra thôi, thì Thế Nam có khẳng định rằng là đội tuyển U19 Việt Nam không có tư tưởng phòng ngự để cầu hòa. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam có một phát biểu trước thềm trận đấu như thế này: lứa cầu thủ U19 chưa có sự ổn định, đặt mục tiêu cầu hòa là không được. Nếu xác định hòa, khả năng thua là rất lớn. Chúng ta phải xác định tinh thần như vậy để vừa tổ chức phòng ngự vừa tấn công, chứ không chỉ là chơi phòng ngự. Cụ thể thì vào chiều ngày 9 tháng 7 ngày hôm qua thì đội tuyển U19 Việt Nam của chúng ta thì cũng đã có một buổi tập nhẹ trên sân phụ. Và cũng giống như các buổi tập khác thôi, thì những cầu thủ đá chính trong trận đấu vừa qua chỉ tập thả lỏng để phục hồi thôi. Bởi chúng ta đều biết rằng với mức cường độ dày đặc thi đấu khi mà chỉ có 2 ngày một trận thôi, thì rất khó để cho những cầu thủ có thể hồi phục nếu mà chúng ta tiếp tục tập nặng. Vì vậy mà những cầu thủ sẽ tập một cách thoải mái nhất, vận động nhẹ nhàng để chủ yếu là lấy lại thể lực thôi. Còn tập chiến thuật ra sao thì có lẽ rằng cũng chỉ trong một thời gian không phải quá nhiều. Trong khi đó thì những lực lượng dự bị vừa qua thì cũng tiếp tục phải thực hiện thêm các bài tập ở trong phạm vi hẹp rồi tăng những khả năng dứt điểm. Và thực tế là chúng ta vừa qua thì cũng đã tạo ra được rất nhiều cơ hội, thế nhưng chúng ta dứt điểm đôi khi là chúng ta chưa thực sự tốt. Vì vậy nếu chúng ta dứt điểm tốt hơn thì có lẽ rằng là hiện nay cái chỉ số mà đội tuyển U19 Việt Nam chúng ta có được sẽ là còn tốt hơn rất nhiều. Trong khi đó thì thầy Đinh Thế Nam cũng cho biết rằng là ông sẽ có những sự điều chỉnh về mặt nhân sự, lối chơi ở đội tuyển U19 Việt Nam so với những trận đấu vừa qua khi mà gặp U19 Thái Lan, khi mà nói rằng U19 Việt Nam cũng có thể có vài sự thay đổi khi mà một vài những cầu thủ có vấn đề về mặt thể lực và chấn thương nhẹ. Tôi sẽ bàn với ban huấn luyện để cùng có những sự thay đổi về mặt chiến thuật, về mặt lối chơi nhằm đảm bảo làm sao chắc chắn trong khâu phòng ngự và sự sắc sảo trong khả năng tấn công. Đội tuyển U19 Việt Nam thì cũng phải cần có những cái thời điểm pressing cao. Và để nói về đội tuyển sắp tới, đội tuyển U19 Thái Lan đối thủ của mình, thì huấn luyện viên Thế Nam có cho biết là hiện nay thì ông cũng đã xem rất nhiều trận đấu của đội bóng này rồi. Ở bảng A thì có 6 đội và đến giờ này thì đội tuyển Việt Nam, Thái Lan và Indonesia đều ngang ngang nhau cả. Và ông có xác định rằng là đá từng trận với một yêu cầu, đó là chặt chẽ phòng ngự và phải mạch lạc ở trong tấn công. Và ông nói rằng là tôi sẽ nói chuyện với các cháu nhiều hơn để làm sao giúp cho những cầu thủ trẻ họ có được sự tự tin. Và nói về phát biểu của huấn luyện viên Đinh Thế Nam, khi mà chúng ta nhận thấy rằng là thầy có nói rằng không bao giờ vào trận với một cái tư tưởng đó là cầu hòa, thì tôi nghĩ rằng đây là một tư tưởng tốt, là một cái điều mà huấn luyện viên Đinh Thế Nam nên hướng đến các học trò của mình. Cũng có một số ý kiến của quý vị và bạn có nói rằng là hiện nay chúng ta đang có lợi thế như vậy thì đừng có dại gì mà tấn công dồn dập làm cái gì rồi lại dính đòn hồi mã thương. Thế nhưng thực tế là không phải đâu. Như tôi đã nói thì bóng đá Việt Nam của chúng ta cũng đã trải qua rất nhiều những cái tình cảnh tương tự như thế này rồi trong quá khứ. Nghĩa là chúng ta chỉ cần một trận hòa thôi thì chúng ta sẽ đi tiếp. Thế nhưng khi mà chúng ta bước vào trận với một tư tưởng cầu hòa thì khi đó chúng ta đương nhiên là sẽ phải dồn cái thế trận phòng ngự và nhường lại cái thế trận tấn công dành cho đội bạn. Khi đó thì thực sự nó sẽ gây ra khá nhiều sự nguy hiểm. Đương nhiên là cách chơi phòng ngự phản công của đội tuyển chúng ta trong những thời điểm hiện nay thì khá là tốt. Thế nhưng vào sân với một tư tưởng cầu hòa thôi thì đó thực sự lại có thể là mang đến một cái nỗi lo, một cái tiềm ẩn nguy hiểm dành cho đội tuyển U19 Việt Nam. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là với huấn luyện viên Thế Nam, khi mà thầy có cho rằng là vào sân chúng ta sẽ phải chiến thắng trước đội tuyển đó là U19 Thái Lan chứ không có tư tưởng cầu hòa, thì đây là một cái suy nghĩ mà tôi nghĩ rằng là những cầu thủ của chúng ta
kể cả là các cổ động viên chúng ta cũng thế thôi, nên đặt một cái quyết tâm như vậy trước trận đấu này. Bởi thứ nhất là chúng ta, như là tôi đã nói, điều đó có thể mang đến những cái mối nguy hiểm và rình rập bất cứ lúc nào chúng ta có thể bị thua. Và thứ hai nữa là với việc đối đầu với U19 Thái Lan trong thời điểm hiện nay, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta hãy nên đá hết sức mình đi. Bởi thực tế là với những bảng đấu như này, việc chúng ta có vào bán kết hay không thì có lẽ rằng cũng phải quyết định nhiều thứ. Thế nhưng khi mà đánh bại được Thái Lan rồi thì cái cánh cửa mà chúng ta tiến tới để trận chung kết đương nhiên nó sẽ cao hơn nhiều. Và khi đó ở trong thời điểm đấy thì chúng ta hoàn toàn loại được đối thủ này rồi, thì tôi nghĩ rằng đó là điều tốt thôi. Còn chúng ta đừng lên sợ Thái Lan làm gì cả. Tại sao mà bây giờ tôi nghĩ rằng là với đội tuyển U19 Việt Nam chúng ta công thủ rất tốt như vậy thì chẳng có lý do gì chúng ta phải ngán ngại Thái Lan để mà chúng ta lùi về thủ sâu để mà tìm kiếm một trận hòa làm gì cả. Chắc chắn là các cổ động viên của chúng ta cũng đương nhiên rất muốn vào bán kết, chứ nhưng chúng ta không muốn rằng là đội tuyển U19 Việt Nam thể hiện một cái lối chơi dưới tầm so với Thái Lan. Tôi nghĩ là như vậy. Có thể chúng ta không nói ra đâu, thế nhưng mà đó là cái điều mà chắc chắn là các cổ động viên của chúng ta muốn. Đó là một chiến thắng trước đội tuyển U19 Thái Lan để chúng ta khẳng định được rằng là thời điểm hiện nay, những cái chiến thắng vừa qua không phải là may mắn, mà đội tuyển Việt Nam, bóng đá Việt Nam, tính cấp độ trẻ của chúng ta vượt qua Thái Lan là bằng chính thực lực. Và nếu tiếp tục thất bại trước chính đội tuyển U19 Việt Nam trong cái trận đấu vào buổi tối ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng là Thái Lan có lẽ sẽ phải tâm phục khẩu phục với tất cả những thất bại vừa qua trước chính đội tuyển của chúng ta. Còn quý vị và bạn nhận xét như thế nào về những phát biểu vừa qua của huấn luyện viên Đình Thế Nam thì hãy để lại một like và một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của tụi mình nhé. Đương nhiên hiện nay thì cái vấn đề về mặt tạo ra một cái tâm lý, một cái dây cót tinh thần trước những cuộc đại chiến có thể nói rằng rất nảy lửa như thế này thì đội bóng nào cũng như vậy thôi. Việt Nam chúng ta cũng thế và bên Thái Lan cũng vậy. Cụ thể mới đây thì hậu vệ có tên là Thaobukore Lemde, một hậu vệ của đội tuyển U19 Thái Lan, thì tin rằng là cầu thủ U19 Thái Lan sẽ định đoạt số phận bằng cách đó là đánh bại đội tuyển U19 Việt Nam để giành tấm vé vào bán kết của giải U19 Đông Nam Á. Trước lượt trận cuối cùng của vòng bảng U19 Đông Nam Á thì hiện nay rõ ràng là Thái Lan đang có những bất lợi so với Việt Nam và Indonesia khi mà kém về chỉ số phụ. Vì vậy mà chắc chắn trong trận đấu cùng giờ vào lúc 20 giờ tối ngày hôm nay thì Thái Lan họ sẽ muốn có được một chiến thắng. Thế nhưng hậu vệ của U19 Thái Lan cho rằng là anh không muốn để cho đối thủ khác quyết định vận mệnh của mình mà phải tự tay đánh bại U19 Việt Nam để đường hoàng đi tiếp. Cầu thủ 18 tuổi này có nói trên trang chủ của Liên bóng đá Thái Lan rằng: "Tôi tin vào sự chuẩn bị của đội. Nếu chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau, chúng tôi sẽ vượt qua vòng loại. Chúng tôi sẽ cố gắng, sẽ kiên định với đấu pháp chiến thuật mà đã áp dụng. Chúng tôi phải cố gắng giúp đỡ đồng đội của mình nhiều nhất có thể. Để đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam Thái Lan thì chúng tôi xin sự ủng hộ tới từ các bạn." Và hơn nữa, cầu thủ này khẳng định rằng anh và các đồng đội của mình đang có lợi thế hơn Việt Nam với vấn đề về mặt thể lực, khi mà gần như các cầu thủ đội hình chính đã được nghỉ trong trận đấu gặp Brunei. Trong khi đó thì U19 Việt Nam phải dừng lượng tốt nhất khi mà đấu Myanmar. Và cầu thủ này nói rằng: "Tôi nghĩ rằng toàn đội này đã sẵn sàng, bởi vì tôi đã có rất nhiều những cầu thủ được nghỉ ngơi trong trận đấu vừa qua. Chúng tôi đang sung sức và sẽ đánh bại đội tuyển U19 Việt Nam." Đó là những gì mà cầu thủ của U19 Thái Lan đang rất tự tin tuyên bố một cách hùng hồn. Với huấn luyện viên Đình Thế Nam thì chúng ta đều nói rằng chúng ta sẽ hướng đến một chiến thắng bởi không muốn cầu hòa. Thì tôi nghĩ rằng đó là một cái lời nói rất là khiêm tốn thôi, bởi thực tế là chúng ta hoàn toàn có thể làm được đó. Thế nhưng với Thái Lan thì những cầu thủ của họ rồi huấn luyện viên trước đây chúng ta đều thấy rồi. Trước khi một trận đấu diễn ra, họ luôn luôn tuyên bố một cách rất hùng hồn, rất tự tin mà cho rằng là Thái Lan hiện nay vẫn trên cơ. Chưa hề có bất cứ một dấu hiệu nào là những đội trẻ của Thái Lan phải dưới tầm của Việt Nam cả. Thế nhưng chúng ta đã vượt qua họ được rất nhiều rồi. U23 Đông Nam Á, SEA Games, rồi là vòng chung kết U23 châu Á. Những cấp độ trẻ chúng ta đều phải vượt qua họ. Và hy vọng rằng trong giải đấu U19 này, chúng ta nếu tiếp tục có được một chiến thắng trước chính Thái Lan ở trận đấu vòng bảng, qua đó loại họ trực tiếp, thì tôi nghĩ rằng đó là một điều thực sự rất đáng mừng. Hy vọng chúng ta sẽ thành công với câu chuyện này. Còn cuối cùng, chúng tôi muốn gửi tới quý vị và bạn một số những thông tin liên quan đến trọng tài. Vừa qua thì tiền đạo của câu lạc bộ Bình Định đã có bàn thắng bằng tay, thế nhưng vẫn được trọng tài công nhận. Và đó chính là tiền đạo Nguyễn Xuân Nam. Thực sự đây là một tình huống mà tôi nghĩ rằng là khá là rõ ràng. Những cầu thủ của câu lạc bộ Sài Gòn FC đã phản ứng một cách rất dữ dội. Thế nhưng cuối cùng thì ông trọng tài Nguyễn Ngọc Châu vẫn công nhận bàn thắng của Nguyễn Xuân Nam.
Và pha bóng này thì nhiều người có nói rằng đó là bàn tay của Chúa đã tạo ra ở World Cup 1986 của Diego Maradona. Thế nhưng thực tế là chúng tôi không nghĩ rằng đây là một tình huống mà Sunan đáng nên ăn mừng. Đó là tình huống mà cố tình chơi tà bóng bằng tay, và thậm chí với nhiều người thì cậu ấy xứng đáng để có một chiếc thẻ đỏ. Thế nhưng cũng không hiểu cuối cùng thì cậu ấy vẫn ăn mừng. Và cuối cùng Sài Gòn thì họ vẫn có được một điểm mà mặc dù chưa bóng bằng tay, thế nhưng cuối cùng thì Bình Định vẫn không có được một chiến thắng. Và đây chắc chắn sẽ là một câu chuyện mà chúng ta, các cổ động viên sẽ cần nói đi nói lại rất nhiều trong thời gian này, trong thời gian tới nữa. Và câu chuyện nữa đó là huấn luyện viên Petrovic vừa qua thì cũng đã không hài lòng và cũng mong muốn rằng là trọng tài phải xem xét thật kỹ tình huống để không gây ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu. Vừa qua thì vào tối ngày 19 tháng 7, Thanh Hóa cũng đã cầm hòa một đều với Nam Định. Và có một tình huống đáng chú ý, đó là phút thứ 50 thì trung vệ Victor phạm lỗi kê cao chân với cầu thủ Nam Định ngay sát vạch vôi, và trọng tài Trần Văn Lập đã cho đội khách được hưởng một quả đá phạt. Tuy nhiên sau khi tham khảo ý kiến của các trợ lý thì trọng tài lại xác định là lỗi trong vòng cấm và Nam Định được hưởng một quả phạt đền. Và nói về điều này thì ông Petrovic, huấn luyện trưởng của câu lạc bộ Thanh Hóa, có nói rằng với công tác trọng tài thì không chỉ trận đấu ngày hôm nay mà ngay cả trận gặp Thành phố Hồ Chí Minh ở tuần trước thì Thanh Hóa cũng đã phải chịu sức ép từ trọng tài rồi. Tôi xem lại về tình huống phạm lỗi rõ ràng ở vòng cấm, thế nhưng chúng tôi đã bị thổi phạt đền ở tình huống này. Và ông cũng nói rằng là trọng tài cũng như cầu thủ trên sân vậy đều có thể mắc những sai lầm. Thế nhưng với quyết định tình huống dẫn đến phạt đền thì phải xem xét thật kỹ trước khi mà đưa ra những quyết định có thể ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu. Và hiện tại câu lạc bộ Thanh Hóa chỉ có được 5 điểm sau 6 lượt trận, gồm có 1 trận thắng, 2 trận hòa và 3 thất bại. Và ông Petrovic tiết lộ rằng trong thời gian tới Thanh Hóa sẽ cố gắng bổ sung, tìm kiếm những cầu thủ chất lượng để cho đội hình có thể có sự ổn định hơn. Và thực thì trọng tài vẫn là cái vấn đề gì đó khá là nhức nhối tại V-League. Tuy nhiên thì có những tình huống khá nhanh chúng ta cũng khó thể cho trách trọng tài được. Thế nhưng nói về chung, về tổng thể thì cũng vẫn có quá nhiều những sai lầm. Đó là những sai lầm mà cũng rất là đáng trách. Và hiện nay phải chăng là chúng ta có nên có VAR để áp dụng cho V-League hay không? Bởi thực tế là với trọng tài V-League chưa thực sự đủ năng lực thì việc có VAR thì cũng là một điều khá là quan trọng, sẽ mang đến sự công bằng hơn và sẽ giúp cho các đội bóng họ cũng không có gì quá phải phàn nàn cả. Còn quý vị và các bạn nhận xét như nào về ý tưởng nếu có VAR để cho V-League chúng ta tốt hơn thì cũng có thể để lại một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tuyển Bóng Đá nhé. Tới đây thì bản tin của Tuyển Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tuyển Bóng Đá.